Là mà hàng tháng là chú giao lại ta, thì còn cái vấn đề ta cho thuê là có thể là 4 triệu 5 triệu, không biết chưa chưa dạ. Khoảng đó mà nhân một tháng thì chú gần 50 triệu. À, nói chung là chú giao cho lại bên kia thuê. À, bên kia thuê là một tháng người ta cứ đưa cho mình gần 50 triệu. À, cậu ta làm gì không làm không biết, thì chú lên đây chú tìm một người nào mà không cần một khoản gì hết, à, là hiền lành, à, thật mà, à, về đây ở với chú thì nói chung về đây thì không làm gì hết, à, chỉ có là nấu cơm, hai người phụ nhau đi chợ, chả đi chợ về nấu cơm ăn. Thích chú Hải là lý do cái thứ nhất đó là giống như cùng chung cảnh ngộ với chị bây giờ cũng như là ở nhà mình cũng đêm buồn buồn giống như như anh Hải vậy đó. Rồi hơn nữa là như thích nhà cũng như một mình không có chung với con cháu gì hết. Thì nếu như hôm nay anh có thấy em kết nối đây, nếu như anh có thích em thì cứ kết nối rồi mình tìm hiểu với nhau. À, nếu như mà mình có duyên đến với nhau thì em sẽ hứa với anh là em sẽ trọn đời yêu anh chứ không có phụ anh đâu. Rồi, em Huy Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái cũng khá là dễ thương, tới từ một tỉnh xa lên đây nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương. Và yêu cầu đưa ra cũng rất là dễ, rất đơn giản đúng không chị? Ngày hôm nay trước hết thì anh em ở đây xin chào chị nhé. Chị giới thiệu chút xíu về mình, tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, mình đến từ đâu? Chị chào Huy Hùng và chào chương trình kết nối yêu thương. Chị Sinh Loan, đến từ Bến Tre. Quá xa ha, một tỉnh mấy trăm cây số. Bến Tre đi từ khi nào? Đi thì sáng 4 giờ khuya đó, mà không có cái chuyến xe chạy lên đây, phải đi xe chuyền của xe Bình Dương á. À, chị đi từ lúc mấy giờ? Rồi 5 giờ rưỡi xe nó mới chạy, rồi đi tới ngã tư Bình Phước nè, mới đi xe buýt lên đây. Xa ha. Xa. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình mình sao chị ha? À, chị ly dị năm nay là khoảng 18 năm rồi. Giờ chị được hai con, hai đứa con trai. Con lớn chưa? Đứa lớn chị thì cũng ba mấy tuổi, nó có vợ được hai con. Còn đứa nhỏ 30 tuổi nó chưa có vợ. À, đứa nhỏ đang ở với chị hả? Nói chung ở với chị mà giống như cũng không ở chung nhà. Chị thì ở dưới quê, còn nó cũng trên thành phố, nó đi làm, nó đi đi về về vậy đó. Như về mình nhà cửa nói chung là vườn nhiều không? Nói chung là chị bây giờ cuộc sống chị nghèo lắm, khó khăn lắm, ở nhà trọ. Ở trọ. Ở trọ. Là mình đang làm công việc gì chị ha? Chị thì cũng mua bán lặt vặt vậy thôi. Mình mua bán gì chị? Mua bán như ví dụ như xôi, bánh tiêu đồ này kia vậy đó. Bán cho công nhân. Vậy là mình lo đủ bản thân mình rồi, ok rồi ha. Đúng rồi. Chị chia sẻ về tính cách mình sao? Chị giống như tính cách là ưu điểm ha. Dạ. Ưu điểm của chị thì chị rất là giỏi siêng năng, hay giúp đỡ cho người khác. Thì chị cũng giống như mình cũng khó khăn, mình không có khả năng gì giúp đỡ cho người ta nhiều. Thí dụ như cái người đó là mình thấy đi ngoài đường đói khổ, mình cũng có thể cho được vài chục ngàn, hoặc người ta ngã xe người ta không cần mượn mình cũng nhảy ra giúp vậy đó. Yeah. Là cái tánh chị cũng hay thương người vậy đó. Mình có khó tính không, cọc tính không? Không, giống như chị thì vui vẻ chứ không có cọc tánh, mà giống như không có muốn làm khó làm dễ ai, có cái chuyện gì chị cũng muốn hòa đồng nhau vậy đó. Dạ. Chứ không có khó khăn làm khó làm dễ ai hết. Thế từ hồi mình chia tay là mình có tìm hiểu thêm anh nào nữa không? À, lúc chia tay vài năm sau thì nói chung có quen một người. Xong rồi lúc quen thì mình chưa có biết cái người đó đã có gia đình. Rồi sau này mình biết có gia đình tự động mình rút lui. Rồi, mình quen lâu không? Mình mới biết người đó có gia đình.
Quen khoảng chừng 5 năm mấy à. Trời ơi, 1 năm mấy thì cũng lâu rồi đó. À, tại vì cái kiểu như cái gia đình của cái người vợ đó cũng ở xa mình. Rồi cái người mà mình quen cũng đi tới đi lui, thành ra mình cũng... Người đó giấu luôn. Giấu luôn, nói chung giấu luôn. Giấu kỹ rồi 1 năm mấy luôn mà sao mình mới phát hiện ra được người đó có vợ. Thì từ từ nhiều khi những cái cuộc điện thoại có khi mình nghe lén. Rồi mình biết, mình nói rồi tự động mình rút. Sau này ổng có thú nhận với chị, ổng có vợ không? Thì cũng đã biết mình nghe lén, đã biết rồi thì có thú nhận. Có xin lỗi gì không? Xin lỗi thì có xin lỗi, nhưng mà chị thì giống như không chấp nhận. Rồi cái người vợ đó có biết không? Chắc nghĩ giờ chưa biết quá. Cũng hên á, chị rút sớm á. Chứ để biết rồi mà không mệt ha. Cái lúc mà... chị với ông xã chị giống như là chia tay thì lúc đó chị nói chung cũng có đi đánh ghen một lần, thành thử ra mình cũng không muốn sau này bị người khác đánh lại mình, nên mình chấp nhận. Mình cũng hiểu cái tâm trạng đó ha. Vậy thì lúc mình chia tay thì do ông xã có bồ thì mình bắt gặp tại trận luôn. Có, trời ơi, bắt gặp ở đâu? Bắt gặp nói chung là cũng trong cái quán của mình. Rồi nhiều khi cũng những cái cuộc điện thoại, rồi lúc hàng xóm nói cho mình nghe thì mình cũng không tin. Nhưng mà cái người nhân tình đó có gặp chị có nói gì không? Cái người nhân tình đó gặp thì lúc nào cũng chối á. Lúc nào cũng chối thì cũng hứa hẹn này kia kia nọ đó. Rồi sau này chị cũng có bắt gặp nữa thì chị giống như chị... Nhưng mà cái người nhân tình đó quen biết với mình không? Không, là... Mà lúc mình bắt gặp thì cũng chối hả? Chối, giống như là nói chuyện làm ăn mua bán đồ này kia thôi. Chuyện buồn ha. Thế bây giờ chị tìm một nửa thương này, chị muốn độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu? Chị thì năm nay chị 27 tuổi rồi, chị muốn tìm người khoảng 60 tuổi tới 70 hoặc 72, 73 gì cũng được. Mình có cần một người đó tài giỏi làm ăn buôn bán kinh doanh không, hay là một người giống như bình thường? Vậy nè, chị có coi cái chương trình đến đây, chị thấy có cái anh mà nói chung là quên tên rồi, ảnh ở lầu 5. Anh Hải. Lầu 5 mà ở dưới cho thuê từ lầu 4 trở xuống. Đúng rồi, chú Hải, nhà 5 lầu. Gò Vấp. Đúng rồi. Chị thích chú Hải ha? Thích. Bây giờ chị được muốn hả? Lên chương trình kết nối với cái anh đó, nếu mà có duyên thì đến với anh đó, còn không có duyên thì thí dụ như các anh nào nếu như mà thích chị thì kết nối, nếu mà hợp thì cũng được, chứ không phải là chọn rồi cái anh đó không. Vậy thì bây giờ tại sao chị lại thích chú Hải? Thích chú Hải là lý do cái thứ nhất là giống như cùng chung cảnh ngộ với chị bây giờ cũng như là ở nhà mình cũng điên buồn giống như anh Hải vậy đó. Rồi hơn nữa là như thích nhà cũng như một mình, không có chung với con cháu gì hết. Rồi hơn nữa hoàn cảnh của chị bây giờ nói chung là chị cũng rất là khó khăn, nhưng mà có nghe anh Hải thì cũng tâm sự trên chương trình là nói giống như là thích những cái người mà càng nghèo thì càng tốt, nhiều khi cũng như đùm bọc nhau giúp đỡ này kia. Mình thấy chú Hải sao, phong độ đẹp trai không? Nói chung là đẹp thì cũng không hẳn đẹp, mà xấu cũng xấu, nói chung là cũng trung bình. Theo chị nghĩ thấy không biết là anh Hải như thế nào không biết, nhưng mà thấy trên cái chương trình quay đó thì theo cái lứa tuổi của chị với anh Hải thì nó cũng nói chung nó cũng xứng thấy xứng hả? Cái kiểu như nó cũng không quá già mà nó cũng không quá trẻ. Nhưng mà nhà chú Hải năm lầu về nhà lâu chọn mệt lắm à, chị ngắm không, có được nghe anh Hải nó hâu ở dưới chọn cà phê đó. Chỉ mình chỉ lao chỗ ở thôi. Đúng. Lầu năm thôi. Với hơn nữa anh Hải nói là nếu mà ai có kiểu như sở thích đó, nhu cầu mà mua bán đó, về á anh cho lộ một tạo buôn bán điều luôn. Kiện buôn bán, nhưng mà chị hồi xưa tới giờ hồi nhỏ tới lớn là dân mua bán, thích mua bán lắm.
Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Nhiều khi chú Hải về lấy lại cái lầu 1 cho buôn bán luôn cũng nên. Quá đã. Buôn bán hồi nhỏ tới lớn nói chung là buôn bán rất giỏi, nhưng mà điều là tại làm ăn đồ nó thất bại đó. Chị xem chương trình của tụi em mà cũng rất là lâu đúng không? Rất kỹ đúng không? Thì cũng có nhiều anh, nhiều chú thì thấy cũng hiền thấy lắm. Thấy có anh gì Harry hay gì đó. Harry Việt Kiều Mỹ. À rồi giống như có chú Liêm. Chú Liêm, nhưng mà chị không chọn là cái lý do là cái dạng như chị thì dạng như mà chị là cái kiểu như là chị quá bình dân, dạng như quê đó. Còn chú Liêm thì giống như cái người mà Tây Tây. Rồi chị thấy dạng như mình không có, giống như mình không có xứng với chú Liêm chứ thôi. Còn chứ mình không phải chê. Còn cái chú Hải thì mình nhìn cái nét mặt thì người cũng có hậu, mà giống như là cũng không có tay không. Mình thích là cái người là bình dân thôi chứ không có tay. Tại vì mình là cũng quê quê thôi chứ mình không có thích chọn cái người tay. Còn Việt Kiều sao? Cái Việt Kiều thì như thấy anh Harry có nói qua đó, thì kiểu như tuy rằng ảnh Việt Kiều nhưng mà nhìn cái tướng ảnh thì giống như nó cũng không có tay không đi, nó cũng hoạt bát, nó hòa đồng. Mình có thích đi Mỹ không? Thích Việt Kiều không? Nói chung tùy theo cái duyên thôi. Chứ đi Mỹ thì không thích. Thí dụ như nếu mà anh nào mà Việt Kiều Mỹ có thích mình, kết nối với mình thì cũng không thích đi Mỹ, thích ở Việt Nam. Là thích chú Hải rồi, yêu chú Hải rồi. Thế thì đêm chị có suy nghĩ về chú Hải không? Có, nhưng mà không biết rồi anh Hải có... cũng như mình thích vậy thôi chứ không biết người ta có bây giờ thích mình hay không. Bây giờ mình phải nói làm sao để cho chú Hải rung động này. Bây giờ chị nói đi anh Hải ơi. Anh Hải ơi, em có coi chương trình kết nối, em thấy anh anh rất mơ, em rất mến anh. Hôm nay em cũng lên chương trình để tìm anh đặng kết nối. Nếu như anh có thích em thì anh cứ kết nối em, rồi mình có số điện thoại qua lại với nhau, mình cứ tìm hiểu. Em về em hứa làm sao nếu mình về nhà, đều về chung một nhà nè. Dạ. Chị làm sao chăm nếu sóc mà làm sao anh kết em thì mình về chung một nhà thì em hứa, trước hết em hứa là con người em rất có là chung thủy, rất là chung thủy, hứa trọn đời giống như là nửa cái cuộc đời mình còn lại sẽ chung thủy. Nhưng mà em cuộc đời em, kinh tế em bây giờ khó khăn, thì em cũng thấy anh lên chương trình anh trình bày như vậy đó thì em cũng thích, muốn lên kết nối với anh. Rồi, mình nắm tay đi hết cuộc đời luôn ha. Đúng rồi, không bỏ chạy nha. Đúng rồi, cái gì chứ cái vụ mà chung thủy thì anh khỏi lo, em rất là chung thủy, rất là thương người. Sau khi em thấy anh Hải thì trái tim em sao vậy, nói hết đi. Mấy đêm mắc ngủ nè, nói thiệt đi, mấy đêm mà chị mắc ngủ. Nói chung ngủ chứ không có mắc. Nhưng mà đều thấy cảm xúc làm sao, kiểu như thấy anh Hải cũng như là cũng vui tính hoạt bát. Cái thứ nhất anh Hải trình bày là trước kia thì đã nhậu nhiều, bây giờ bỏ nhậu thì cái điều đó là em cũng thích. Tại vì mình lớn tuổi thì mình phải bỏ cái đó thì càng tốt. Tiếp. Còn gì nữa không? Tâm tư nguyện vọng gì với Hải nói hết. Hết rồi, nếu như mà anh có thích em thì anh cứ kết nối, nhờ mấy chú này kết nối rồi cho số điện thoại với nhau, mình cứ tìm hiểu. Bây giờ ngoài chú Hải, ví dụ mà không đến được với chú Hải, mình có thể đến được với người khác không? Có, giống như là thì nếu mà mình có duyên với anh Hải thì mình cứ tiến tới vậy. Còn nếu mà mình không có duyên thì cái hình ảnh của chị hôm nay nè. Rồi thí dụ như anh nào mà có thấy thích chị
thì cứ kết nối cũng được chứ không phải riêng gì anh Hải không. Trước hết là anh Hải. Trước hết là anh Hải. Nói là nhiều khi chú Hải buồn á. Yêu anh thì phải chọn đời bên anh. Biết vậy rồi nhưng mà sợ nhiều khi biết đâu thì chỉ thích anh Hải, nhưng mà biết anh Hải có thích chị hay không. Thôi thì mình cứ hy vọng đi ha. Rồi. Thế thì khi mà chị xem về chú Hải, chị ấn tượng nhất điều gì? Ấn tượng nhất là kiểu như thứ nhất là bây giờ lớn tuổi rồi biết dừng kiểu như nhậu nhẹt đồ này kia kia nọ. Còn cái thứ hai là biết như quan tâm cho chăm sóc cho cái người mà người vợ mà anh Hải kết nối. Theo chị thì chị nhìn nhận chú Hải là giờ chị thấy tính cách chú Hải sao, có khó khăn không, cọc tính không? Kiểu như chưa sống chung với nhau thì chưa biết, nhưng mà cái bên ngoài, cái bên ngoài thì sao thấy anh Hải thấy cũng hoạt bát mà dễ chịu đó. Mà không biết có dễ chịu không biết. Thì giờ mình cứ tìm hiểu đi. Chứ có những người mình lên này mình thấy dạng như nói chuyện thì nói, nhưng mà thấy cái nét mặt nó cũng không có được dễ chịu. Ý là cảm nhận là chú Hải là một người rất là hy sinh về phụ nữ, đúng không? Yêu thương phụ nữ. Đúng rồi, dễ chịu. Chị cảm nhận như vậy đúng không? Đúng rồi. Tại vì chú kêu là chú cũng có một người con gái, là giống như kiểu chú cũng đồng cảm được, thương người phụ nữ rất là nhiều. Chú Hải chia sẻ ngày xưa chú có 5-6 căn nhà được á. Nhưng mà tại vì là do chia tay nên này kia nên là chú cũng chỉ là một căn á. Giống như cũng nói thật lòng, không phải mà thấy chú Hải mà nghe nói nhà này kia mà thích. Tại vì bao nhiêu người ta lên chương trình, ta cũng có tiền có của nhiều hơn chú Hải nữa. Nhưng mà mình không thích là lý do cũng như cái bề ngoài mình nhìn mình thấy nó kiểu như nó là sao, và nó không có cái dạng như mình thấy mình không thích. Chị nay là năm mấy ha? 57. 57, chú Hải thì 66, 67, chênh lệch nhau 10 tuổi. Hình như 61 hay gì mà, phải không? 64. Chênh lệch, không sao hết. Mấy tuổi à? Không được, mà lớn hơn chút cũng được chứ không sao. Từ 60 tuổi cho đến 70, 72, 73 gì cũng được. Chị có nghĩ là người ta nói mình là thấy nhà chú Hải 5-6 lầu rồi mình thích đến, thì mình có sợ điều đấy không? Cái đó là không sợ, tại vì kiểu như xã hội mà, người ta thích đó thì người ta nói khác, người ta không thích thì người ta nói khác. Cái đó giống như là quan trọng là mình thôi, không hả? Sợ, đúng rồi. Mình sống làm sao mà cho cái lương tâm mình nó đừng cắn rứt được rồi. Chứ quan trọng ở ngoài mà mình hơi đầu xúc nghe. Rồi chị về bếp núc và chị giỏi không? Nói chung bếp núc chị cũng giỏi lắm, nấu ăn đồ đấm giỏi quải một tay chị làm hết mà, chị nấu được hết á. Rồi. Chị hồi xưa chị cũng bán hàng ăn uống là giống như cơm tấm chị bán cũng lâu á nha. Rồi bò kho ha này kia là giống như là nói chung là bếp núc nó ăn được, chị rất giỏi. Vậy là quá đảm đang rồi. Chị rất giỏi. Vậy về mình có chăm lo cho chú Hải là ok ha. Dạ. Rồi, quá đã. Nên đây thì anh em cũng sẽ ghi nhận cái tâm tư nguyện vọng của mình. Thì trước khi kết thúc chương trình này thì chị có một lời nào thật là sâu sắc gửi đến chú Hải không? Giờ nói gì ta? Hải ơi, nói ở đây là kiểu như anh Hải ảnh nghe là anh... đúng rồi giống như em là chú Hải này. Dạ ha, vậy đó ha. Thôi giờ chị cũng nói vậy đi, giờ không biết nói sao trơn á hả. Trước hết năm cũ bước sang năm mới, em chúc anh Hải có nhiều may mắn, được nhiều sức khỏe. Rồi nếu như hôm nay anh có thấy em kết nối ở đây, nếu như anh có thích em thì cứ kết nối, rồi mình tìm hiểu với nhau. Nếu như mà mình có duyên đến với nhau thì em sẽ hứa với anh là em sẽ trọn đời yêu anh chứ không có phụ anh đâu. Rồi. Giống như thế thì hôm nay chị lên đây thì anh em cũng sẽ ghi nhận cái tâm tư nguyện vọng của mình. Hy vọng là chị có thể sớm tìm lời yêu thương, và đặc biệt là chú Hải xem được clip này hy vọng là sẽ rung động nhá. Thì hôm nay chị lên đây chị có cam kết tất cả những thông tin chị chia sẻ là đúng, mà chị chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình chia sẻ không? Là cam kết. Rồi. Thế mình có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, mình đồng ý không? Có. Đồng ý nhá. Rồi, cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để cho chị gái này có cái góc nhìn nó đa chiều hơn. Và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất.
Rồi bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Quá đã luôn. Cái gì ha, chụp hình nhé. Cô uống sao? Cô uống tốt lắm, đã được 80%. Ồ, vậy là quá tốt rồi cô ơi, chúc mừng cô. Ừ. Thế trước khi cô uống là cái tình trạng của cô nó như thế nào? Bà Đà Thị Đông đấy, ôi dồi, hai hông nó đau này, rồi là xương sống nó đau, trên đâu dưới đau lắm. Dạ, rồi cô uống vào rồi đó. Thế là cô uống thế nào nghe thấy, trên TV ấy, thế là cô mua hai chai thế là phải uống, đỡ lắm. Không, thế 10 phần thì cô bớt được mấy phần rồi? Thế 8 phần. Dạ, thế hôm trước là cô đau nhức xương khớp ở chỗ bên hông, ở bên thắt lưng hả? Ồ, thắt lưng này, xương sống này, rồi hai cái xương cột đít là nó đau lắm, không ngồi được cơ mà. Bây giờ cô ngồi được chưa? Ôi, bây giờ vô tư rồi, giờ không đau nữa, chỉ là gọi là tuổi già còn một tí thôi. Yeah. Chứ không. Thế không, thì cô không, uống được không, mấy không, chai? 80%. Cô uống được mấy chai thì nó bớt? Hai chai. Uống hai chai là nó bớt rồi hả? Ừ, hai chai là bảo đảm tốt lắm. Vậy là quá tốt rồi, chúc mừng cô nhá. Ừ. Hy vọng năm mới uống cho nó khỏi hẳn đi cô nhá. Ừ, cô ở Hải Dương mà. Dạ rồi. Thì hôm nay cô có lấy thêm không? Ừ, cô còn để cho về em hỏi em đi, em có cô lấy thêm hai chai nữa mà chờ em về á. Dạ dạ rồi, ok cô, về năm mới con chúc cô mạnh khỏe nhá. Ừ. Dạ rồi, cô uống tốt cô giới thiệu cho con nhá. Ừ, cứ quảng cáo đi là cô khỏi lắm thì dạ. Đạt 80% bây giờ. Đây là tốt rồi. Tư rồi. Dạ dạ rồi, chúc mừng cô, vậy là quá tốt nhá. Ừ. Rồi con chào cô. Ừ. Dạ.